Vâng, kính thưa quý vị, như vậy là trận bán kết 1 giữa đội tuyển Argentina và đội tuyển Croatia đã kết thúc với tỷ số 3-0 nghiêng về đội tuyển Argentina. Một màn chinh chiến tuyệt vời của Messi cùng các đồng đội. Và chúng ta chúc cho đội tuyển Argentina sẽ là nhà vô địch năm nay và đưa đội tuyển Argentina trở thành đội bóng 3 lần vô địch bóng đá thế giới. Vâng, xin chia buồn với đội tuyển Croatia nhưng cũng chúc cho đội tuyển Croatia đã có một FIFA World Cup Qatar 2022 thi đấu cũng rất thành công. Vâng, họ dừng lại trước đội tuyển Argentina nhưng mà lối đá của đội tuyển Croatia cũng giúp chúng ta cảm thấy rất là hài lòng, bởi vì họ là áo quân thế giới 2018. Vâng. Và trận bán kết 2 cho đội tuyển Maroc và đội tuyển Pháp sẽ diễn ra vào 2 giờ sáng đêm nay, ngày 14 tháng 12, và chúng ta hy vọng rằng đội tuyển Pháp sẽ đánh bại đội tuyển Maroc để có mặt ở trận chung kết. Cún con, đi lấy cún con cho ba nào. Cún con đâu? Rồi, trà sữa. Lấy trà sữa cho ba. Em trà sữa đâu? Rồi, nhanh lên. Rồi, đi lấy em nai đâu? Em nai đâu? Đi lấy em nai cho ba. Nai nhỏ, nai to đâu? Nhanh. Rồi, đem nhanh. Con nai, rồi, nai nhỏ nữa, đi lấy nai nhỏ. Nai nhỏ, đây là nai to. Đi lấy nai nhỏ, con nai nhỏ đâu? Con lừa đâu? Bắp lấy con lừa cho ba, nhanh lên. Hoano, đây rồi, Hoano bạn bắp. Chú chó màu da cam đâu? Chú chó màu da cam đâu rồi? Nhanh. Con nai nhỏ. Con nai nhỏ và chú chó màu da cam. Nhanh. Đâu rồi? Nhanh lên. Đâu rồi? Nhanh lên. Hoan hô, đúng rồi, đây là chú chó màu da cam. Nhanh lên, yeah. Xin chúc mừng bạn Bắp đã hoàn thành bài học đi tìm gấu bông.